Hoạt động trải nghiệm là một nội dung quan trọng trong giáo dục phổ thông và được tổ chức ngày càng bài bản trong mỗi nhà trường, gắn kết với giáo dục chính khóa. Đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, nhiều ngành lực lượng cũng tổ chức hoạt động giáo dục lồng ghép với mục đích tuyên truyền, giới thiệu về ngành nghề lực lượng mình. Như quân đội đã có các học kỳ quân đội dành cho học sinh, các ngành nghề mỹ nghệ đã có buổi cho trẻ em tập làm thợ gốm, thợ điêu khắc. Cùng mục đích này, hoạt động trải nghiệm cùng lực lượng công an trong xử lý tình huống và rèn luyện kỹ năng thoát hiểm cũng đã được Hội Phụ nữ khối công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh triển khai từ năm 2022. Được trực tiếp sử dụng bình chữa cháy, ngồi thử xe chữa cháy, xe thang chữa cháy và tập phun nước chữa cháy. Các em nhỏ rất hào hứng khi được hóa thân thành những chiến sĩ cứu hỏa. Đây cũng là dịp các em nhỏ được tìm hiểu về lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, được hướng dẫn cách phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy, kỹ năng sử dụng thiết bị chữa cháy. Hôm nay con rất vui khi được đi chơi và tham gia các buổi hoạt động của phòng cháy chữa cháy với các chú công an. Các chú lính cứu hỏa hiểu về cách để dập tắt đám lửa, cách để thoát ra khỏi đám lửa khi mình bị kẹt. Con thấy cảm thấy rất là vui và thích thú. Đây là lần đầu tiên con được trực tiếp tham gia dập đám cháy và tìm hiểu tất cả các phương tiện dùng để chữa cháy nên mình cảm thấy rất là vui khi mà các con được tham gia trải nghiệm như thế này. Hoạt động trải nghiệm cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy do Hội Phụ nữ khối an ninh Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Đoàn Thanh niên, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức. Không chỉ tạo sân chơi mà còn giúp trẻ em học cách xử lý tình huống một cách sinh động, hiệu quả. Thông qua cái buổi trải nghiệm này thì chúng tôi cũng chỉ mong muốn rằng là trang bị cho các cháu có một số cái kiến thức, cái tư duy hoặc là một cái số cái kỹ năng để mà cho các cháu là ứng phó với lại các cái đám cháy khi có đám cháy xảy ra và xử lý một số cái tình huống khi mà có cháy. Hoạt động trải nghiệm Chúng Em Là Chiến Sĩ cũng được Hội Phụ Nữ Khối An Ninh Công An Tỉnh phối hợp tổ chức. Tham gia trải nghiệm, các em học sinh được tham quan doanh trại quân đội, thực hành các thao tác nội vụ, mắt tăng võng, không chỉ là sinh hoạt thường nhật của người lính mà cũng rất hữu ích với chính các em nhỏ, giúp các em ý thức trách nhiệm hơn với bản thân, người thân, có nề nếp hơn trong sinh hoạt học tập. Hoạt động trải nghiệm cũng giúp các em hiểu biết và tự hào về truyền thống quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam. Con thấy rất là vui khi được tham quan ở đây, xem những cách của chú bộ đội làm việc gì, những việc gì và những nơi ở của chú bộ đội. Cảm xúc của em thì tràn đầy năng lượng. Theo em thì hoạt động này rất cần thiết với trẻ, với lứa tuổi học sinh vì nó giúp chúng ta cải thiện được nhiều kỹ năng hơn. Hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được Hội Phụ Nữ Khối Công An tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp tổ chức vào các ngày lễ và mùa hè. Sau một năm triển khai, đã có 4 chương trình theo 4 chủ đề khác nhau, thu hút hơn 500 em học sinh tham gia. Các phụ huynh đã bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động trải nghiệm này và hy vọng chương trình thường xuyên tổ chức. Dạ, cái chương trình này vô cùng bổ ích và em nghĩ là cũng nên nhân rộng ra để cho các con có thể áp dụng thực tế, để có thể vận dụng vào công việc, học tập cũng như là áp dụng vào cuộc sống. Rèn luyện cái tính kỷ luật, tự giác của các con, có rất là nhiều chương trình cũng như là trải nghiệm cho mọi lứa tuổi luôn, cả trẻ em cũng như là trẻ em ở tuổi nhỏ, mầm non, trẻ em ở trường tiểu học, trung học. Trải nghiệm thực sự mang đến nhiều niềm vui, sự hào hứng cho các em nhỏ. Quan trọng hơn, hoạt động trải nghiệm do nhà trường tổ chức và thêm các hội đoàn thể, các lực lượng ngành nghề cùng đồng hành đã mang đến nhiều bài học hữu ích một cách sống động, thấm thấu sâu hơn trong trẻ nhỏ.